Thanh Trang cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Của SPTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Hội Không quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã có một buổi picnic tại Springfield, Virginia vào ngày 18 tháng 8 2019. Hội Không quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã thành lập 40 năm qua. Ông Bùi Khải là hội trưởng đầu tiên. Hàng năm hội có hai sinh hoạt. Tháng 4, đại hội họp mặt mùa hoa anh đào và tháng 8 là họp mặt picnic. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 18 tháng 8, 2019, sau những nghi thức khai mạc, lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm, buổi picnic hè 2019 đã được bắt đầu sau khi ông hội trưởng Nguyễn Minh Toàn cũng là hội trưởng trong nhiệm kỳ 2, 4 năm. Ông đã gửi lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người và gia đình của Hội Không quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ và thân hữu của các hội đoàn đã đến chung vui, đã ủng hộ, tài chánh, cũng như những thức ăn, thức uống và đóng góp chương trình văn nghệ, hát cho nhau nghe. Sau đây là lời phát biểu của ông hội trưởng Nguyễn Minh Toàn. Theo thông lệ hàng năm, hội picnic chúng tôi vào mùa hè vào tháng 8 chúng tôi tổ chức picnic để mà quy tụ anh em không quân trở lại với nhau, cũng như là cộng đồng, cũng như là liên hội để mà gặp nhau, vui vẻ với nhau trong những cái ngày hè nóng nực. Và năm nay như mỗi năm theo truyền thống là chúng tôi tổ chức picnic này là trên 30 năm rồi. Và cũng năm nay chúng tôi cũng có cái bất tiện là chúng tôi tổ chức picnic trùng với cái ngày lễ Vu Lan. Do đó có một số bạn bè, anh em đã đi chùa, có thể là không tới với tôi được. Nhưng mà hiện tại bây giờ nhờ tình thương của cộng đồng cũng như là tình thương của anh em liên hội. Do đó hiện tại bây giờ hội picnic chúng tôi cũng đã tiếp nhận rất đông anh em đến đây. Ngày hôm nay thì được lời mời của anh Đào Hiếu Thảo đến tham dự với lại picnic của Hội Không quân Đông Bắc Hoa Kỳ. Đến đây thấy những đàn anh, các lớp với lại các anh chị em rất đông đủ thì cảm nghĩ của mình rất là vui khi thấy là có đủ mặt như thế này. Và cũng rất hãnh diện được tham dự một trong những cái picnic của những cái hội cựu quân nhân Việt Nam vùng qua tình đốn. Hôm nay đó thì tại vì là picnic của Hội Không quân Đông Bắc mà từ xưa thì chú ở nhà cũng đã từng là tổng hội trưởng rồi hội trưởng của Hội Không quân Đông Bắc và cũng đã từng tổ chức nhiều thứ, nhưng mà các con cô thì thường bận, gia đình bận. Hôm nay picnic này ráng kéo được mấy đứa tới, thì trong cái những đứa có mặt ở đây là gồm ba thế hệ, cô là bà ngoại rồi tới mẹ của các cháu rồi các cháu ở đây, thì đây là con gái với lại hai đứa cháu ngoại, còn cháu nội thì bữa nay không có tới, nhưng mà gia đình rất là đông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự picnic của Hội Không quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.